Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Bữa nay cuối tuần mình sẽ lên cho các bạn 5 combo cá beta để bạn chơi các bạn. Thì thôi bây giờ mình quay cho các bạn xem cái combo thứ nhất nha. Bây giờ bữa nay mình lên là combo là gồm có 8 bé trống và 5 bé máy. Trong đó là có một bé máy lavender, một bé máy xanh, một bé máy dạ quang và một bé máy đâm bùa dứa. Bốn bé máy mà chứ không phải 5 bé máy nha. Đây. Còn trống thì gồm hai trống hắc mun, đâm bùa hắc mun, một trống hắc mun dạ quang, rồi một con đâm bùa dứa, hai đâm bùa lavender, một con gồng đỏ và một con Dumbo quay. Dumbo quay thì sai khủng nha các bạn. Rồi mình quay từ từ con cho bạn xem ha. Đây là máy nè bạn, máy Dumbo dứa. Đây máy dạ quang, máy xanh cho nó ăn no để nằm dưới đáy lên. Và con máy lavender tai khủng. Mấy con này thì cái nếu mà Dumbo thì cái tai tai bơi nó hơi tưa tưa chút nữa mà, chứ nếu mà nó xịn là không có cái giá này, mình xả này là cũng rẻ cho các bạn nữa nha. Còn nè Dumbo hắc mun luôn nè các bạn. Đó. Một con đây Dumbo hắc mun nó nằm dưới đáy sao nảy sung lắm rồi giờ sao nằm dưới rồi. Một Dumbo hai hắc mun nè, con này là cũng hắc mun dạ quang, con này là con dứa nè, dứa nằm nước đục quá. Con này lavender cái màu nó quá đẹp rồi, tai bơi cũng khủng luôn nè ha. À, màu tím quá đẹp. Đây là một tiếp theo là một bé lavender nữa, hai bé lavender. Còn đây là rồng đỏ nè bạn. Và đây là con hắc mun sai khủng rồi. Nói chung là sai này nếu mà tính từ đầu tới chóp đuôi là từ cỡ 4 xăng trở lên không các bạn. Mà thôi bây giờ 12 bé phải không? Bây giờ thôi khuyến mãi luôn cho các bạn là mình sẽ nếu mà mỗi combo mình sẽ thêm cho một bé máy xanh đi. Máy mình nhiều mà. Là tổng cộng là 13 bé nha. Trong đây mình sắp xếp là 12 bé nhưng mình sẽ lấy thêm một bé xanh nữa cho các bạn. Đó là một combo là 100k. Phí ship 30k toàn quốc nha các bạn. Một combo này là 12 bé mà chỉ có là 100k thôi. Chả quá không nhìn thấy các bạn. Xung nè. Đây là combo số 1. Rồi mình qua combo số 2 nha các bạn. Đây. Combo số 2 thì cũng tương tự như vậy, mình quay mới được nè, các bé máy cho bạn xem ha. Đây là một máy nè, máy xanh nè, máy dạ quang hơi chán thôi, chán trên. Rồi cái máy lavender, máy dứa, rồi đây con hắc mun nè bà, hắc mun đẹp lắm rồi, Dumbo hắc mun nè, cái tai khủng luôn rồi. Đó. Mà tổng cộng 12 bé bằng có 100k. Đây nữa bé hắc mun nữa nè, Dumbo hắc mun nè. Nhưng mà thì cái tay bơi nó thì nó hơi tưa tưa vậy bạn, nhưng mà chơi rất là đẹp. Đây nè. Còn đây là hai con lavender nè, lavender cũng rất đẹp mà, thấy không? Cái màu nó tươi tím mà tím nó tươi. Đây, rồng đỏ nè mà. Còn cái này cũng Dumbo quay nè, quay này sai khủng nè, tay cũng bự mà nó hơi bị rách đó ha, cái tay bơi đó mà, chứ dứa nè, đây là Dumbo dứa nè, tay rất là khủng luôn. Và đây là bé hắc mun dạ quang, đó là combo số 2 nha. Đây các bạn xem combo số 2. Đấy. Combo số 3 cũng tương tự vậy,
chỉ có 100k thôi mà quá trời à. Nè, vé xanh nè, đẹp không? Đây là máy các bạn, dạ quang dứa lavender bụng à, bụng này dễ ép là ok ha. Mình là, mỗi combo là mình sẽ thêm vô một bé máy nha, tặng thêm một cái máy cho bạn nha. Nè con này quá trời, cái tay bơi đi im nè anh em ơi, con này dễ ép là ok nè, không quá đẹp à, lavender nè, cho ăn no bây giờ nằm không ha. Nè combo lavender nè, hơi chá máy mình nè, hơi chá nè, đó lên gấp nè ha. Này là hắc môn nha các bạn, hắc môn xanh nha, đây nữa nè, hắc môn xanh nè, dumbo nè, đây một bé rồng, hắc môn dạ quang đó ha, hắc môn xanh này nó sung rồi ha. Tại này, này mình để mình không có kè chặn lại cho nên nó sung hoài là cũng phải xuống bạn mình cũng vậy thôi, đâu có lúc nào cũng sung hoài chết luôn. Đâm mua hoài con này cũng khủng mà, đẹp bạn về là chơi là chỉ có 100k mà các bạn mua về là tập ép tập chơi thoải mái, gồm 4 bé máy tặng thêm bé nữa 5 bé, tổng cộng là 13 bé có 100k thôi. Nè là symbol số 3, combo thứ tư cũng tương tự tự như vậy, cái máy nè đó, các bạn xem nè đó, trống này lavender, cái tay cũng quá im luôn, tay bơi trắng nha, cái mình thì tím tím lavender đó, hai con trống lavender nè, thấy tiền nè, còn hắc môn nữa nè. Các bạn bình thường làm gì cái con này mỗi bình quân làm gì có giá con dưới 10.000, con này mấy chục ngàn luôn nè, xung giết cà xìu nằm dưới luôn nè đó, Dumbo quá hắc môn nè, rồi nè xung đúng đây đó, Dumbo quay nè các bạn thấy không. Vậy khi mấy cái con này thì cái tay nó hơi, tay bơi nó hơi lỗi một chút, hơi rách dưới một chút, còn mà không có đủ tiêu chuẩn để mình form để mình bán riêng từng con, cho nên mình đưa vô combo cho mấy anh em ha. Đó, số 4 là combo cuối cùng, là combo số 5. Về thành phần là cũng y như vậy, cái máy xanh nhìn đẹp không à, mình sẽ thêm một con cái máy xanh này tặng thêm cho các bạn luôn nè. Đó, dứa nè, lavender nè, con này hơi mà cái bụng nó khủng, tay khủng mà. À, nước nó hơi đục ha, dạ quang con này, dạ quang nè, ô hồng đỏ quá đỏ, lavender con này màu quá đẹp rồi, tay nó vẫn đều nhưng mà nó hơi nó tươi tươi vậy thôi nhưng mà vẫn đẹp. Nhiều khi có con thì nó bằng răng nhưng mà có con tươi, mình khuyến mãi cho anh em nè, con này khủng nè, thấy không, bạn về tập ép tập chơi thoải mái luôn nè. Nè hai con này đủ tiền nè, 100k hai con này đủ tiền nè, hấp môn nè ha, hấp môn nè, thêm con Dumbo quay nữa nè, Dumbo quay là size khủng rồi nghe các bạn. Đây còn con này là size tơ nè, các cái con Dumbo hấp môn là size tơ nha anh em, các bạn chớ lộn nè. Dumbo dứa nè, thấy không, im không đó, tổng cộng là mình quay này là 12 bé, tặng thêm một bé nữa là 13 bé, là mỗi một combo là 100k. Phí ship 30k nha. Các bạn nào yêu thích thì liên hệ mình nha. Số điện thoại mình sẽ để trên cái màn hình, liên hệ qua Zalo các bạn. Đó, mình nay mình lựa ra 5 combo thôi, 1 nè. Ở combo này số 5 nè. Số 4. Số 3. Số 2. Và số 1. Ngoài ra mình có cái 7 màu nữa các bạn, 7 màu thì đồng giá hết 10k một con, đây là full gold nữa các bạn, full gold nè, thấy không, quá đẹp. Rồi này là cái gì,
lưu thật xăng 10g một bé nè. Đây nè, đây thì rồng đỏ nè, mà rồng đỏ này hơi nhát nè, 10k bé hết cặp, có 20k mua về là đẻ luôn. Còn đây là gì đây, Dumbo Redtail 10k một em. Các bạn yêu thích thì cứ liên hệ mình ha. Full Gold Dumbo Redtail lưu thật xăng. Còn coi qua đây mình quay cho bạn, có đen sọt và cho nó sạc cũng 10k một em luôn. Size này là bầu bì hết trơn nha các bạn, đưa về là đẻ thôi chứ không nói gì, tại mình để đông rồi nè, đẻ ra nhiều nó ăn hết nhiều. Coi đen sọt nha. Rồi còn cá trống mà coi gen thì cũng 10k luôn. Thì cái máy mình bán rồi còn trống không à, bán theo cặp, bây giờ còn dư trống là trống 10k luôn. Đó. Rồi các bạn yêu thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau các bạn.